Good morning quý vị, Hải Cơ Minh đang có mặt ở đường góc Lý Thường Kiệt với lại Lạc Long Quân, Tân Bình, Sài Gòn, sáng ngày 6 tháng 4 2018. Bên trái là đường Lý Thường Kiệt, ngày xưa là Nguyễn Văn Thoại hướng về Chợ Lớn. Còn đi thẳng đây là đường Lạc Long Quân hướng về Đầm Sen. Đây thuộc phường 1, 11 quận Tân Bình, bên phải gì là đường Bảy Hiền. Nên cái ngã tư ở đây gọi là ngã tư Bảy Hiền đó. Đây là đường Lê Minh Xuân, phường 8 Tân Bình gì? Bên trái đây là các kiosk bán vải trong chợ Tân Bình. Đây là mặt sau của chợ. Phú Hòa vậy. Đường Đông Hồ.
đây là đường Lạc Long Quân, phường 10 Tân Bình, hướng về Đầm Sen cái gì. Sài Gòn cách đây khoảng 300 năm, từ đây mới đào tạo nhiều nhà sư đi về các tỉnh Nam Kỳ lục tỉnh để phát triển Phật giáo phía Nam. Đây bà con sáng vô tập thể dục. Có từ năm 1744 là di tích lịch sử quốc gia, thiêng lắm ấy. Cổng tham quan ngày xưa nè, sau này mới dời ra ngoài đó. Đây có tượng Phật Quán Thế Âm. Cầu nguyện mọi điều tốt lành. Đây bảo tháp Xá Lợi 7 tầng, Xá Lợi Phật á. Còn tháp dành cho nhà sư chỉ cao nhất là 6 tầng thôi, không có được 7 tầng. 7 tầng là dành cho Đức Phật. Rồi, chúc lòng thành cái gì ha. Giờ trở lại chợ đường Lạc Long Quân nè. Rồi, thank you, hẹn gặp lại cái gì lúc tiếp theo. Goodbye.